Sức khỏe của Duyên hiện tại thì đã ổn rồi, nhưng mà vẫn còn gọi là cũng vẫn còn hơi mệt, nhưng mà Duyên hy vọng là trong thời gian tới thì Duyên sẽ kiểu là cố gắng để mà nghỉ ngơi cũng như là tập luyện lại nhẹ nhàng để có một cái sức khỏe nó ổn định hơn. Thật sự là hôm nay Duyên cảm thấy rất là may mắn khi mà Duyên đã về kịp Việt Nam để mà tham gia cái chương trình Hàng Gạo Chi Đôi. Tại vì Duyên cùng với anh Phong và chương trình Hàng Gạo Chi Đôi là gần như là đã đồng hành cùng nhau đã rất là nhiều năm rồi. Và năm nay thì mình cũng rất là vinh dự khi mà được tham gia. Thật sự là mỗi lần mà tham gia như thế này á, mình được gặp tất cả mọi người, đặc biệt là những người, những em bé mà có hoàn cảnh đặc biệt á, thì mình thật sự là mình cảm thấy rất là vui khi mà mình giúp được một phần nào đó cho các em. Hôm nay đến là để chia sẻ với mọi người thôi, hay là mình có tiết mục gì để bất ngờ cho các bạn hay không? Thường thì Duyên chỉ đến chỉ để âm thầm góp sức của mình thôi, tại vì mình thì cũng không có giỏi lắm trong những cái việc gọi là góp sức những cái tiết mục. Nhưng mà thường thì mình sẽ cùng với các anh chị sẽ trao quà cũng như là chuẩn bị những cái phần quà cho các bé, và sẽ vui chơi cùng các bé cũng như là nói chung là giúp đỡ các anh chị trong đoàn lô tô của mình để có những cái tiết mục thật là đặc biệt gửi tới mọi người thôi. Và mọi người phải đặc biệt là đón xem, tại vì những cái tiết mục lô tô rất là vui. Thì không biết là trong những năm trước thì Duyên cũng đã tham gia rồi đúng không? Dạ. Thì không biết là có cái kỷ niệm gì đó hay ấn tượng điều gì đó mà mình muốn chia sẻ để năm sau nữa có những cái điều hay hấp dẫn không? Dạ, thật ra thì với em á, khi mà tham gia cái chương trình Hạt Gạo Chia Đôi á, mình gặp được những đứa bé mà mình nghe được những cái hoàn cảnh thật sự rất là đặc biệt, và mình hiểu được, tại vì mình cũng đã đồng hành cùng anh Phong và cùng các bé trong rất là nhiều những cái chương trình rồi. Và thật sự mà nói là khi mà được trao tận tay các bé những cái món quà á, thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Và năm nào thì em nhớ là chỉ có những cái năm dịch đó thì mình không tổ chức được. Thì lúc đó mọi người có chia sẻ là mọi người rất là buồn, và mọi người thật sự là rất là mong là có thể tiếp tục cái chương trình Hàng Đạo Chi Đôi này tiếp tục diễn ra. Nhưng mà tại vì lúc đó là dịch, thời gian dịch, và cái những cái khó khăn của mọi người chia sẻ mình cảm thấy rất là buồn, rất là đau lòng, tại vì mình không có giúp được. Nhưng mà năm nay thì đã quay trở lại rồi, mình cảm thấy thật sự rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà nhìn thấy được tất cả mọi người đến và đông vui như thế này. Hôm nay thì có sự xuất hiện của ai nữa không ngoài Duyên ra? Thường thì hay có chị Hen rồi xong rồi hôm nay cũng lại không thấy. Dạ, thường thì sẽ có chị Hen tham gia cùng Duyên và anh Phong, nhưng mà năm nay chắc là do chị Hen đang có một xíu về công việc riêng. Dạ, nên là nhưng mà chị Hen thì mọi người yên tâm là chị Hen vẫn luôn góp phần, góp sức âm thầm, một cách âm thầm trong những cái chương trình như thế này. Không biết mà khép lại năm vừa rồi thì không biết là mình đã đạt được những gì và mình mất những gì, mình có thể chia sẻ một chút xíu cho fan cũng như khán giả. Dạ, năm vừa rồi thì Duyên đã đại diện Việt Nam mình tham gia Hoàng Hoàng Vũ, và thành tích của mình thì cũng là top 16, và thật sự đó là một cái niềm tự hào của Duyên khi mà được ra đấu trường quốc tế và được thể hiện cái niềm tự hào Việt Nam, cũng như là thể hiện những cái gì mà con người Việt Nam chúng ta và những cái nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Và đặc biệt là có một cái điều mà Duyên cảm thấy rất là tự hào, đó chính là Duyên đã mang được cái nét văn hóa của Việt Nam mình, đó chính là bánh tét. Nó không chỉ là một cái nét chung của Việt Nam mà còn là cái miền Tây Cần Thơ quê Duyên, một cái nét rất là riêng của miền Tây quê thơ Duyên, nên là mình cảm thấy rất là hạnh phúc á. Thì không biết là trong cái chuyến đi Miss Universe vừa rồi á thì Duyên có cái kỷ niệm gì muốn chia sẻ đến khán giả không ha? Thật ra trong cái chuyến đi vừa rồi nó có quá nhiều kỷ niệm, mình nói gần như là cả một cái hành trình thanh xuân của mình luôn, và mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mỗi lần nhìn lại một cái khoảnh khắc nào đó, một sự kiện hoặc là một con người nào đó cũng đều làm cho mình cảm thấy là mình đã rất là hạnh phúc khi mà mình đã trải qua tất cả mọi thứ và mình được gặp những con người đặc biệt như thế. Thật ra trong năm vừa rồi thì trong cái hành trình vừa rồi Duyên phải nói là Duyên rất là một người mà mọi người cũng hay nhắc đó chị là chị Hen, mà Duyên cảm thấy rất là biết ơn chị Hen là trong tất cả mọi gọi là mọi hoạt động của Duyên, những cái hành trình mà Duyên đã huấn luyện rất là gian khổ, cũng như là những cái gì mà Duyên chuẩn bị đến với Hoa hậu Hoàng Vũ thì luôn luôn có mặt chị Hen. Duyên có thấy là năm nay là sắc đẹp của Việt Nam lên ngôi hay không? Tại vì vừa rồi thì Miss Thị Tiên cũng được Miss Ren nè, rồi Miss Eco, rồi Duyên cũng được danh hiệu top 16, thì có phải là quá là tốt cho Việt Nam mình hay không? Cái đó phải gọi là một sự tự hào của Việt Nam mình, có nghĩa là mỗi ngày mỗi năm trôi qua thì Việt Nam mình khẳng định được cái vị thế của mình ở trên đấu trường, những cái đấu trường danh sách mà gọi là gần như là lớn nhất thế giới.
Và Duyên tin chắc rằng trong những cái năm sắp tới đây thì Việt Nam mình sẽ ngày càng thăng hạng hơn nữa trong những cái đấu trường đó. Và chúng ta hãy tin tưởng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ có đầy đủ những cái vương miện của tất cả những cái cuộc thi lớn nhất thế giới. Thì trong cái cuộc thi vừa rồi á, thì sau cái cuộc thi thì mọi người rất là thích Duyên về cái khả năng giao tiếp cũng như là giao lưu với các miếng, thì không biết là Duyên có thấy là cái sự tự tin của mình trong cái giao tiếp rất là ok hay không, và được nhiều fan hơn. Duyên không nghĩ là cái sự tự tin của mình trong cái giao tiếp là mà cái điều mà mọi người nói, mà Duyên nghĩ là cái sự chân thành của mình, cái sự mà vui vẻ hòa đồng của mình, nó chính là cái kết nối của mọi người với nhau. Và Duyên cảm thấy là mình cảm thấy rất là hạnh phúc, đó là nó là một cái nét đặc trưng của người miền Tây. Mà đặc biệt là Duyên nghĩ là khi mà mình là một người con của miền Tây á, mình luôn giữ được cái nét đó thì nó là một cái điều rất là hạnh phúc của mình rồi. Có thân với các miếng nhiều không? Thân với miếng nào Duyên có thể gửi một cái lời gì đó bằng tiếng Anh nếu như là chia sẻ. Thật ra thì Duyên gần như là Duyên thân với nhiều bạn lắm, mà đến tận bây giờ mọi người vẫn luôn kiểu kết nối với nhau, vẫn luôn nói chuyện với nhau. Và trên những cái trên mạng xã hội thì lúc nào kiểu cũng là hỏi than nhau này, và thấy một bạn nào đó post hình đó thì mọi người cũng vào kiểu động viên rồi khen. Nói chung là mình cảm thấy là sau cuộc thi á, mình được rất là nhiều, đặc biệt là tình cảm của mọi người. Rồi, này chị hỏi điều một chút xíu là trước giờ á, là Duyên có hay tương tác với Thùy Tiên hay không? Dạ, trước đây thì chị em cũng nói chuyện. Dạ. Nếu ví dụ như trường hợp sau này có một cái cuộc thi hay là một cái gì đó cắt vớt hay gì đó, thì có hy vọng là hai bạn sẽ tương tác với nhau đi. Trời, thì vậy thì rất là vui rồi ạ. Tại vì bé Tiên thì mình thật sự là mình rất là ngưỡng mộ bé Tiên. Tại vì trong những cái chặng hành trình vừa rồi mọi người cũng mới nhìn thấy đúng không, khi mà một bạn mà ra quốc tế á, thì cảm thấy được là cái sự yêu thương của tất cả mọi người dành cho nhau, và đặc biệt là fan, là cộng đồng fan đẹp Việt Nam. Và kể cả Tiên hay là kể cả Duyên hay là bây giờ sắp tới là bé Hà thì cũng cảm thấy là rất là hạnh phúc khi mà có được cái tình cảm của mọi người. Và nếu như mà có cái cơ hội thì rất là hy vọng là chị em sẽ có cơ hội gọi là làm việc cùng nhau. Không biết là kế hoạch ăn Tết của Duyên năm nay như thế nào hả Duyên, một miếng một chút xíu. Dạ, kế hoạch ăn Tết của em thì cũng như mỗi năm thôi, là em sẽ về quê. Và đặc biệt là năm nay vì cái năm 2021 là em đã mất mát quá nhiều, ông nội em mất rồi, bác em cũng mất, nên là em cũng hy vọng là đợt này em sẽ về cố gắng dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Duyên ơi, thì thường Tết á, ở dưới quê mình á, thì mình có cái tiết mục gì hay không? Thường thì Tết á, thì với Duyên á, Tết là một cái gọi là một cái dịp để mà đoàn tụ gia đình. Và Duyên rất là thích cái dịp Tết này, tại vì ôi hello anh, chị Hen, vậy là có chị Hen. Chị Hen đến rồi đó mọi người. Để em nói lại nha chị. Với Duyên thì Tết là một trong những cái dịp mà gọi là sum họp gia đình, và nó rất là đặc biệt. Nên là Duyên thích nhất là những cái bữa ăn gia đình trong ngày Tết này, nó sẽ có rất là đông đủ thành viên trong gia đình, và đặc biệt là những cái trò chơi nhân gian không thể thiếu được. Và trong cái bữa cơm gia đình đó thì Duyên thích nhất là kiểu có món bánh tét nè, và đặc biệt là món thịt kho trứng, và khổ qua không thể nào thiếu được. Đó là những cái nét rất là đặc biệt của gia đình em, mà kiểu em nghĩ là ở miền Tây gia đình nào cũng như thế. Và có một điều là sau giao thừa thì Duyên cùng ba mẹ sẽ luôn lúc nào cũng sẽ là đi chùa để cầu bình an và để chúc Tết cho nhẫn nhau. Vậy thì Duyên có biết gói bánh tét không? Em biết gói bánh tét nhưng mà em không khéo lắm thôi. Ăn nhiều bánh tét có sợ bị mập không? Dạ có chứ, tại vì thật sự là với Duyên á, lúc mà gần thi á, là Duyên dùng bánh tét để mà gửi tặng cho mọi người, mà mình thật sự cũng rất là yêu thích, và nhưng mà mình lại không có thể nào ăn nhiều được. Nhưng mà Tết này thì Duyên sẽ hy vọng là mình sẽ vẫn có thể thưởng thức được cái món ngon này, nhưng mà vẫn sẽ cố gắng tập thể dục để mình giữ được cái cân nặng của mình. Tết thì hay có lì xì á, thì Duyên có thích được lì xì hay không? Thật sự là nói là Duyên rất thích được lì xì, nhưng mà bây giờ mình lớn rồi là mình thường là sẽ đi lì xì lại cho các em, các mọi người. Nhưng mà món tiền mà mình được nhận lì xì nhiều nhất là thường phải bao nhiêu? Với em thì thường là chỉ có ba mẹ em là lì xì, gọi là lì xì cho em thôi, và lì xì đó gọi là tượng trưng lắm. Còn ngày nhỏ mà được lì xì á là ba mẹ toàn lấy thôi. Mình cũng giống như những đứa trẻ khác, một cùng hoàn cảnh. Duyên xin chúc cho khán giả của Sài Gòn Story một năm mới thật là an khang thịnh vượng nè. Và Duyên hy vọng là mọi người sẽ có nhiều sức khỏe, bình an trong tâm. Và Duyên tin chắc rằng là những cái dự định, những cái ấp ủ của mọi người trong năm vừa rồi á, mà mọi người chưa đạt được hoặc là chưa hoàn thành, thì năm nay chắc chắn là mọi người sẽ thành công rực rỡ và làm hoàn thành hết nha.